phẩm của mình là món thịt bê nấu mì tôm các bạn nhé. Mì tôm nấu thịt bê vừa ngon bổ dưỡng mà lại dễ ăn. Bây giờ mình sẽ tắt bếp và mình cho ra bát để thưởng thức ạ. Các bạn chuẩn bị cái tô cho mình và mình sẽ cho phần mì tôm ra nhé. Mình nấu mì tôm vừa chín tới ăn nó sẽ ngon hơn là các bạn mà nấu mì tôm để mì tôm chín quá nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ cho lên trên phần là rau củ quả, bò, những miếng thịt bê thơm ngon nhé. Khi mình ăn mì tôm các bạn nên phải có nước nhiều như thế này nhé, mình ăn sẽ dễ hơn. Phần mì tôm mình sẽ cho lên và bây giờ mình sẽ cắt chanh ớt nữa. Ớt chanh các bạn nhé. Đây các bạn, mì tôm của mình đã làm xong ạ. Và mình chỉ cần cho ớt chanh vào là mình có thể thưởng thức ạ. Chúc các bạn ngon miệng nhé. Và bây giờ mình sẽ nói nguyên liệu để làm món mì tôm nấu thịt bê nhé. Các bạn, trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một video về cách làm món mì tôm thịt bê cho bữa sáng nhé. Mà ăn không bị ngán, không sợ lắm hết gì cả mà vẫn đầy đủ dinh dưỡng. Các bạn cần chuẩn bị cho mình một gói mì tôm, mình nấu một bát cho ông xã nhà mình nha. Và rau cải thì các bạn cho mình một ít rau cải ngồng hoặc rau cải gì cũng được nhé. Các bạn rửa sạch cho mình đi. Mình cho vào đây thêm một quả cà chua, rau mùi, hành lá, tùy theo các bạn có thể ăn thêm nhé. Chanh, ớt thì chúng ta sẽ vắt ra để khi cho vào gói mì tôm ăn nó ngon hơn. Và thịt bê đây ạ, mình là mua chỗ này là 100 g thịt bê nhé. Mình sẽ thái phần thịt bê này ra để mình ướp gia vị vào. Nếu ăn ít thì các bạn là dùng cho mình 50 g thịt bê thôi nhé. Nếu mà ăn nhiều thì các bạn mới dùng 100 g. Mình sẽ ướp một chút bột canh vào bê này. Một chút tiêu nhé. Các bạn cho mình một chút nước mắm nữa. Mình ướp trước như thế này ấy, để cho cái phần thịt bê nó ngấm gia vị vào. Các bạn là khi mình nấu bữa sáng thì cần nhanh thì mình chỉ cần ướp, mình chuẩn bị các nguyên liệu khác xong là mình cho vào luôn khoảng độ 5 phút cũng được nhé. Đây ạ, cà chua các bạn sẽ bột cau cho mình. Khi mình ăn mì tôm ấy, mà ăn mì tôm không trần, không có rau, có cà chua gì ấy, thì ăn nó sẽ tức là nó không có rau củ quả ấy, thì mì tôm làm cho chúng ta sốt ruột và nóng nhá, khó ăn. Rau cải các bạn có thể cắt ra làm đôi cho mình nhé.
rau cải ngồng này, một ít rau cải ngồng, hoặc các bạn có thể dùng giá hoặc các loại rau cải khác đều được hết nhé. Mùi các thứ mình cũng cho vào cho thơm nhé. Cũng cắt cho mình ra để hương cái thớt này xong rồi mình cho vào nồi luôn. Rồi bây giờ mình sẽ ấy phần mì tôm. Chanh ớt thì mình cho vào bát mình ăn. Đây ạ, mì tôm mình chuẩn bị sẵn rồi. Nó có gói gia vị các bạn ạ, thì mình sẽ cho vào đây. Trong thịt bò mình đã ướp rồi nhé, ướp bột canh nên có gia vị rồi, thì cái phần gói này mình sẽ cho khoảng 1/2 gói nữa thôi, không có là mặn nhé. Các bạn cho mình cái nồi lên bếp và mình cho cái nước sốt này vào nhé. Phần nước sốt này mình cho cà chua vào đây để cho nó có màu của mình xào để cho cái cà chua này nó ra màu nhé. Cà chua mềm ra thì mình sẽ cho vào đây nước các bạn ạ. Lượng nước vừa đủ ăn được một gói mì nhé. Đây ạ, cái gói bột canh thì mình sẽ cho vào đây. Các bạn cho mình 1/2 gói thôi nhé. Mình đun sôi, sau đó thì mình sẽ cho phần thịt bò nhé. Thịt bê, đây là thịt bê, mình mua bê. Khi phần nước này đã sôi lên, các bạn cho mình phần bê vào nhé. Khi nước sôi trở lại thì các bạn sẽ cho mình rau cải. Chỉ cần nước sôi thì các bạn cho mình mì tôm vào nhé. Vì rau cải này cũng nhanh chín thôi. Để nó là cải ngồng, nó ngọt và nó mềm ngon. Và mình cho mì tôm nữa vào, mình sẽ chín đều ạ. Cuối cùng các bạn sẽ cho mình nốt cái phần hành ngô.
thơm này nhé. Như vậy là mình đã làm xong bữa sáng với mì tôm nấu với thịt bê các bạn nhé. Các bạn thích hãy làm món này cho gia đình nhà mình thưởng thức nhé. Các bạn hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình để xem những video mới nhất của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bây giờ mình chỉ cần cho ra bát là có thể thưởng thức rồi ạ.